Hello các bạn, vừa rồi mình có mua cái máy Carafi này. Cái máy này thì là cái máy là vừa có thể lọc nước mà vừa nóng lạnh luôn. Thì đây là vòi nóng và đây là vòi lạnh. Hôm nay mình sẽ đánh giá thử về cái độ tinh khiết của máy bằng cái thiết bị đo độ TDS. Đây là cái bút đo TDS của Xiaomi ha các bạn. Cái chỉ số nó càng thấp thì là nước nó càng tinh khiết. Ở đây mình chưa đo thì cái chỉ số nó bằng 0 nè. Thì bây giờ mình sẽ thử với cái nước của Carafi trước. Mình sẽ đo thử coi nước nó có nước của máy lọc nước ra nó có chất lượng, nó có ngang với là cái Aquafina này không? Có bằng hay không? Về cái độ tinh khiết nha các bạn. Cái này là nước từ máy lọc nước vào nè. Nó hiển thị là số 1 thôi các bạn. Số 1. Ví dụ mình sẽ thử nước máy cho các bạn xem. Đây là nước máy bình thường nè. Chỉ số của nó lên tới 30 ha các bạn. Mình một tay cầm một tay quay thì nó cũng hơi 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 khó chút xíu. Đây. Cái chỉ số của nước máy mà mình vừa rót ra nó là 29 30. Đó, sau khi qua máy lọc Carafi rồi á thì chỉ số nó còn lại 1 thôi. Có nghĩa là độ tinh khiết của nó tương đối rất là cao đó các bạn. Đây. Đây các bạn có thể thấy không? Từ 20 nó nhảy xuống 1, 2 đây. Có lúc mình đo lên được là 5. Thì theo như cái một số nhà khoa học người ta khuyến cáo thì cái chỉ số này dưới 25 là có thể uống được nha các bạn. Chỉ số của nước lọc á, độ tinh khiết TDS của nó mà dưới 25 là chúng ta có thể uống được ha. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cái Aquafina nó coi là độ tinh khiết nó bao nhiêu. Thực ra thì không 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 có cái chỉ số mà cao không có nghĩa là nước nó dơ đâu nha các bạn. Có một số loại nước là cái chất khoáng bên trong nó cao thì là cái chỉ số nó sẽ cao hơn nước thường, chẳng hạn như nước 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 trà mà mình đun sôi lên đó thì cái chỉ số của nó cũng sẽ cao hơn là cái nước lọc bình thường, ví dụ như vậy. Cái này mình do mình cái tay mình đó. Đây là Aquafina. Do một tay mình quay, một tay mình làm cho nên là nó hơi khó khăn xíu, các bạn thông cảm. Đây là nước Aquafina. Chỉ số của nó là 4, 3. Bạn thấy không? Số này là số 3 ha. Số 3. Rồi. Để chẳng hạn bây giờ mình sẽ đo lại cái trà chẳng hạn. Coi chỉ số nó bao nhiêu nữa nè. Nè, cái trà nó lên tới 60 mấy lần nè. Cái này nó không phải do nước nó dơ. Thì nó dơ cũng đúng, bởi vì trong nước này nó gồm sát trà và cặn rất là nhiều, cho nên là nó không có độ tinh khiết. Thì nó đo như vậy là cũng đúng thôi. Chứ không phải là nước chỉ số càng cao là càng không uống được. Nhưng mà chỉ số thấp là nó có thể là xác định được cái độ tinh khiết của nước. Đây, mình sẽ đo lại một lần nữa cái nước từ trong cái Carafin này ra. Carafi này là nó sử dụng cái nước máy lấy trực tiếp nguồn nước máy vô nha các bạn. Đó, nó đo được hai thôi. Rồi, chứng tỏ là nước này nó ra nó lọc rất là tốt. Cái hệ thống lọc của nó rất tốt và có thể uống được, yên tâm để uống ha. Rồi, các bạn có thể thấy là cái nước lọc từ cái Carafi này
cái độ tinh khiết nó tương đương với cái Aquafina luôn, nó không có thua gì cái nước bán đóng chai bán sẵn luôn các bạn.